Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang nhà quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt. Loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau: ớt Chỉ Thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long 27.000 đến 32.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp 27.000 đến 32.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang 26.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ 26.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh 27.000 đến 32.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng 26.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, giá ớt cổ nhì và khoảng và 26.000 đến 27.000 đồng mỗi kg, giá ớt cổ nhất và khoảng và 28.000 đến 29.000 đồng mỗi kg, giá ớt nách, ớt xuất khẩu và khoảng và 30.000 đến 32.000 đồng mỗi kg, ớt Chỉ Thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, Đắk Lắk 25.000 đến 28.000 đồng mỗi kg, Gia Lai 25.000 đến 28.000 đồng mỗi kg, Bình Định 22.000 đến 26.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng 26.000 đến 30.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai 25.000 đến 28.000 đồng mỗi kg, ớt chợ có giá từ 20.000 đến 22.000 đồng mỗi kg, các tỉnh phía Bắc 16.0 đến 18.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng đẹp cổ nhất 22.000 đến 24.000 đồng mỗi kg, ớt sừng vàng đẹp cổ nhì 18.000 đến 21.000 đồng mỗi kg, ớt sừng chín đỏ 13.000 đến 14.000 đồng mỗi kg, ớt xiêm xanh 57.000 đến 60.000 đồng mỗi kg, ớt chuông đỏ 35.000 đến 40.000 đồng mỗi kg, ớt chuông vàng 35.000 đến 40.000 đồng mỗi kg. Trên đây là giá thực tế bà con bán tại rẫy hôm nay. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá ớt cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá ớt, kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây.